Xin chào anh em ngày 7 tháng 5 ha. Thì hôm nay em lại tiếp tục lên cho anh em cái lô máy cắt cỏ và xịt thuốc nha anh em. Máy hôm nay thì có cho anh em xịt thuốc 4 thì và cắt cỏ 4 thì luôn. Cắt cỏ 4 thì nồng 40 ly nha anh em. Còn 2 thì có là Mitsu tên là 261 nè, Makita 26 nè, Maru 26, Echo 240, Maru 23, Maru 23. Hai con thì có con trợ lực tim gời, con trợ lực tim liền nha anh em. Kawasaki TD 24, Estin 24, Echo 26, G2KC và con đầu tiên là con Echo. Con này lắp cần câu nha anh em. Con này thì chỉ có 500 ngàn thôi. Máy thì bên em đã dọn nổ rồi ha. Anh em chốt máy thì liên hệ vào số điện thoại của em 0917414042. Số này thì có Zalo ha. Hình thức mua bán bên em là bao ship tặng nhà, không cần phải đặt cọc và sẽ được kiểm tra hàng trước khi nhận nha anh em. Cái con số 1 với con E21 hôm nay á, là em bán là em không bao ship với không có thằng đồ nha anh em. Tại vì em bán có 500 ngàn thôi mà em dọn nổ rồi, cho nên là gọi là lỗ rồi anh em. Cho nên là con số 1 này em không có bao ship, cũng không có tặng phụ tùng theo cho nha. Em bán nguyên con máy gì đó, coi sao em bán vậy. Từ con E2 cho tới con E13 thì em sẽ bao ship và phụ tùng đầy đủ cho mình ha. Rồi máy hai thì á, thì anh em nhớ xăng pha nhớt hai thì giùm em, với cái tỷ lệ pha là 1 lít xăng 40cc nhớt. Còn 4 thì anh em đổ xăng riêng nhất riêng. Xăng thì xăng trắng xăng nào cũng được anh em. Còn nhớt á, thì anh em đổ nhớt xe Honda nhớt 4 thì giùm em ha. Địa chỉ cửa hàng của em là ở ấp Hành Quế 1, xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ ha. Anh em xem clip nhớ cho em một nút like nha, một nút đăng ký kênh. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Rồi em vô con đầu tiên cho mình là con E1 ha. Gớt ốc luôn, chạy gớt ốc luôn. Quá dữ. Chạy xong đứng máy luôn. Rồi con số con E1 này test chơi nha anh em, thảy quan bên anh em nào chốt á thì em sẽ test, em gửi qua Hello riêng nha. Con này thì nó cũng ba hồi lắm cho nên là không biết đường đâu nói. Rồi anh em nào chốt thì inbox em gửi riêng qua Zalo cho xem con E1 này nha anh em. Nói chung nó độc lạ mà giá nó rẻ anh em ơi, mua giờ chưa là sưu tầm thôi. Rồi qua con E2 ha. Hãy qua mình đi. Nữa anh em chốt hay sao. Con Komatsu G2KC ha. Được cái này hình thức còn đẹp lắm nha anh em. Áo thì còn đỏ ao à. Anh em nhìn nè. Áo còn rất là mới luôn ha, đỏ ao luôn á. Tum nó là tum liền, tum nhựa nha. Con này thì nồng nó là 32 ly, 23cc nha. Được cái thì thằng Komatsu G2KC này chạy rất là bền nha anh em. Đồ máy móc nó rất là ngon cho nên chạy rất là bền luôn. Con này thì bình xăng con nó là hai kim mới ha, mà hai kim bên gồ nha anh em. Còn bình xăng lớn là bình zin ha. Ô con này hôm nay còn đẹp lắm nha anh em, còn đỏ ao à. Lốc nó có dập nè anh em. Genot này ha. Đó. Genot Komatsu ha. À, tâm liền tâm nhựa anh em, màu đen màu đỏ nè. Còn mới lắm nha, tem mát thì nó còn nguyên si luôn. Công tắc thì nó nằm bên hông đây nha anh em. Anh em nhớ lưu ý ha, công tắc ấn ở bên hông nè. Đó, công tắc zin của nó luôn nha. Rồi, tay đôi nè, ga giữ ha. Lắp đầu bò đầy đủ nha anh em. Thấy chứ con này chạy khỏe lắm nha anh em. Anh em dùng gia đình thì rất là ok. Cắt cước thì bao cho anh em mình luôn ha. E2 giá 1.3 triệu ha. Tiếp theo là con E3. E3 là con Echo trắng nha anh em, nồng của nó là 32 ly ha, 23cc. Thì Echo Kiwis là cái dòng máy chạy nó rất là tiết kiệm xăng nha anh em, cái độ ăn xăng nó rất là ít.
Con này bình xăng con là hai kim mới, hai kim quanh gồ nha anh em. Còn bình xăng lớn là bình zin nha. Đó, đây. Chân chống bình xăng thì còn đầy đủ nè. Số xe ghi máy là 5500 7345 ha anh em. 5500 7345 ha. Tôm con này thì nó là tôm liền tôm nhựa nha anh em. Tôm liền tôm nhựa heo máy luôn. Echo Kiwit Gen ha. Con này thì nó là tay đôi nha. Ga nó là ga giữ nè. Đặc biệt cái là công tắc nó nằm trên tay luôn nha anh em, giúp cho anh em cái việc mà tắt mở máy nó rất là tiện như mình luôn. Đây. Hai kim mới quanh gồ nha anh em. Chạy rất là ok luôn ha. E3 giá 1.350.000 nha. E4. E4 là con Estin nha anh em. Con này thì nó là Estin 24 ha. Nồng là 33 ly 24cc. Con này thì chụp giật trợ lực là sóng nha anh em. Giật anh em thấy rất là nhẹ luôn á. Thiết kế thì cái chụp giật nó rất là gọn luôn. Bình xăng con đó là hai kim mới, hai kim quanh gồ. Và bình xăng lớn thì bình zin nha anh em. Đây. Nồng nía thì còn đẹp lắm ha, rất là sáng luôn nha. Ở mặt trước thì nó thoáng luôn nha anh em, giúp cho cái phần tản nhiệt máy của mình rất là tốt nè. Chạy nó có nóng á thì cái gió nó lòn vô giúp cho máy mình nó tản nhiệt nha anh em, nó đỡ nó tản bớt đi cái phần nóng á. Cái này gọi là cái phần tản nhiệt chạy bằng cơm nha anh em. Đó. Tôm con này thì nó là tôm liền tôm nhựa nha. Ủa tôm liền tôm nhôm nha. Tôm bạc luôn nha anh em, tôm màu bạc. Đây, chân chống bằng sắt luôn nha anh em. Estin thì anh em cũng có thể gọi nó là Siboga cũng được, mà anh em gọi là Honda hay thì cũng được luôn nha. Thằng Estin này nó tới 2-3 cách gọi lận. Anh em gọi cách nào cũng được chân á. Nó chứ không phải cái tên nó khác là nó khác đâu nha anh em. Nó khác là khác cái tên gọi thôi, còn về một cái hãng của nó là nó đều giống. Nó chẳng hạn như Estin nè, thấy không? Nó tới 3 cái tên luôn, Estin, Honda hay thì với lại Siboga. Rồi, công tắc với lại bát ga thì nằm trên lắp này ha. Đó, tay đơn nha anh em. Lắp đầu bò zin cho mình nha. Con này thì hai kim mới cũng là hai kim quanh gồ luôn nha anh em. Chạy rất là ok nha. Đây. Hai kim quanh gồ ha. E4 giá 1.400.000 nha anh em. Quanh gồ thì được cái là chạy nó thứ nhất nó tiết kiệm xăng anh em, thứ hai nó chạy rất là ổn định luôn. Rồi, tiếp theo là con E5. E5 là con Kawasaki, con này là TD24 nha anh em. Một cái dòng máy rất là thần thánh luôn á. Nó cắt cỏ khỏe anh em, mà xịt thuốc cũng rất là ngon nha. Con này nếu anh em độ vô cái bơm ti của thằng Trung Quốc á, chạy phải gọi là cực kỳ ngon luôn á. Nhất là anh em nào mà đi xịt thuốc mướn á, lấy con này cũng rất là im luôn ha. Mà giá thì rất là rẻ nha anh em. TD24 dòng của thằng Kawasaki ha. Đồng thì nó 32 ly 24cc nha anh em. Cái áo nó xấu ra được cái chạy rất là khỏe, cũng rất là bền luôn. Bình xăng con hai kim mới quanh gồ nè, bình xăng lớn cũng là mới luôn ha. Đây. Hai kim mới quanh gồ. Đây hai nó dập với quanh gồ cho mình nè. Đây tôm gời, tôm nhơ, tôm 260 luôn nha. Tôm này thì anh em việc tháo ra anh em lấy cái đầu máy ấp vô cái xịt thuốc là vừa luôn á. Tôm nhỏ nha anh em. Công tắc ấn nè ha. Rồi, tay đôi, gây giữ nha. Lắp đầu bò zin cho mình nha anh em. Rất là ok luôn. Áo nhôm nè, áo nhôm giống như cái thằng Echo của Loan Cỏ nè. Áo nhôm nếu mà có bị cái gì đó cong móp méo ha, là anh em việc anh em nắng lên em xà luôn, chứ không cần phải thay áo ha. E5 giá 1.500.000 nha. E6. Tính ra con này cái hơi còn ngon lắm anh em, hơi là kéo bực bực luôn ha. E6 này là con Maru 23 nha, nồng thì nó 32 ly 23cc. Này thì nó tình trạng là nguyên zin của Nhật hết luôn nha anh em, zin 100% hết luôn á, là của Nhật nguyên cây sao về sao là để gì luôn nha, không có thay thế bất cứ một cái gì mới hết luôn á. Cái thằng này thì nó được cái là nó Maru thì được cái là chạy rất là ổn định anh em, với lại phụ tùng thay thế sau này anh em kiếm nó cũng dễ nữa.
tum nó là tum liền, tum nhựa nha. Thì cái lợi thế của tum liền đó là cái dòng tua nó quay nhanh hơn thằng tum gời. Nếu anh em không có cần gắn xịt thuốc hay là chế cháo thì anh em nên lấy tum liền để mình cắt cỏ rồi bơm nước đồ cho nó ngon ha. Nó nhựa thì nó giúp cho mình nhẹ nè, quải nó nhẹ. Công tắc đây ha, kéo lên là gạt xuống, lên là mở nè, gạt xuống là tắt. Nhớ gạt xuống rồi, nhớ gạt là mở nha nè, không hơi quên ha. Rồi tay đôi gai giữ nha anh em, cái này thì trong lốc nó có dập bách in nhựa băng luôn nha. Đây lốc nó có dập bách in nhựa băng này ha, bình xăng lớn còn mới lắm nha anh em, còn sáng cực kỳ luôn. E6 giá 1.500.000. Rồi tiếp theo là con E7. Là con Maru 23 ha. Con này thì nồng 32 ly 23cc. Nó khác dần E6. Chỗ thứ nhất nó là chụp giật trợ lực nha anh em. Trợ lực lớn luôn á. Trợ lực to, trợ lực đi thèo nè. Thứ hai này nó tum gờ tum nhôm nha. Thì anh em nào gắn xịt thuốc hay là chế cháo cái lấy cái đầu mới gờ để chế cháo á thì anh em lấy con E7 này ha. Thì nó tum gờ tum 260 luôn. Tum 260 tum nhỏ nha anh em. Đây giật trợ lực giật rất là nhẹ. Nhẹo mà người ta hay gọi là nhẹ hiều luôn á anh em. Ở bình xăng con là bình xăng con zin nha, còn ở bình xăng lớn là bình mới ha. Bình xăng lớn thay mới, lốc thì có dập mắt in nhựa băng cho mình luôn. Đây công tắc ấn nha anh em. Nó tháo thì anh em việc tháo bốn ốc này ra thôi, bốn ốc tum này ra là anh em lấy cái đầu máy gời được rồi ha. Rồi tay đôi gai giữ nha anh em, lắp đầu bò đầy đủ cho mình hết luôn ha. Áo thì nó màu nâu ha, tum thì nó cái màu xanh nha anh em. Hai con cái tum với cái tum với cái áo thì nó khác màu. E7 giá 1.550.000. E8 E8 là con Echo Kiwit Echo 240 nha anh em. Nồng thì nó 34 ly ha, 24cc. Chụp giật trợ lực lớn luôn nha anh em, trợ lực chi thiều nè, giống như con E7 của Maru này á, giật anh em thấy rất là nhẹ nhàng nha. Nhẹ luôn ha. Bình xăng con đó là hai kim mới quanh gồ nha anh em. Bình xăng lớn đó là bình zin nè. Zin theo máy nha, chân chống thì nó đầy đủ luôn cho mình luôn. Tem mát thì là phía sau cái tum này nha anh em, phía dưới cái tum á. Số seri là 55005657 ha. Ồ, số seri quá đẹp luôn. Ốp eo thì ở đây ra cô thằng Shindawa nha anh em. Ốp eo thì còn mới lắm nha. Tem còn đầy đủ, chữ còn đầy đủ luôn nè. Mới chát luôn á. Rồi, tay đôi, gai giữ ha. Láp trắng cỏ đầu bò zin cho mình nha. Con này thì chỉ có các bình xăng con là mới thay mới thôi. Còn lại thì zin hết. Con này thì nó khác hãng mà cũng là của thằng Nhật luôn nha anh em. Cũng là zin của Nhật. E8 giá 1.550.000 ha. E9. Chính là con Maru 26 ha. Con này thì nồng là 34 ly, 26cc nha. Con này thì chụp giật cũng là trợ lực luôn nha anh em, trợ lực lớn luôn á. Bình xăng con zin nè, bình xăng lớn zin. Con này thì nguyên cây zin của Nhật về luôn nha anh em. Nó chỉ xúc cửa bình xăng thôi chứ không có bị thay thế bất cứ một cái gì hết luôn ha. Nó tum liền tum nhựa anh em. Thì cái lợi thế của tum liền thì giống như con E6 hồi nãy em nói đó, thì cái dòng tua nó sẽ quay hơn, tum quay nhanh hơn tum gời. Còn nhựa thì nó nhẹ nha anh em, là cái ưu thế của tum liền tum nhựa ha. Công tắc là công tắc gạt lên mở xuống là tắt nha anh em. Tại đôi gai giữ ha, láp chắn cỏ đầu bò cũng là zin cho mình luôn, zin nguyên cây luôn nha anh em. Tới chắn cỏ cũng là hàng của Nhật về luôn. Lốc thì có dập mắt in nhựa băng cho mình nè ha. E9 giá 1.8 anh em, con này số 6 rồi được cái chạy rất là ngon nha. E10
M10 là con Makita ha. Con này là MM260 nha anh em. Kiểu này là kiểu đời mới nè. Anh em nhìn nó rất là đẹp luôn ha. Thiết kế độc đáo cực kỳ luôn. Bô thì nó ôm nè anh em, nó vòng cung mà nó ôm nè ha. Rất là đẹp. Nòng 34 ly, 26 cc nha. Con này bình xăng con hay kim zin nha anh em. Bình xăng lớn cũng bình zin luôn. Bình xăng lớn thì còn trắng lắm, trắng luôn nha anh em. Trắng tươi luôn. Gọi là trắng tươi luôn. Cái khung bảo vệ bình xăng lớn bằng sắt luôn nè ha. Con này thì trong lốc nó có cái miếng nhựa anh em, nó chặn đừng có đá ba này kia đường chân lốc này ha. Tâm con này thì nó là tâm liền tâm nhựa luôn nha anh em. Tem Makita là dập nổi luôn, cho nên là anh em không có sợ bị bay cái tem. Tay đôi ha, và đặc biệt bộ ga là hai chế độ, ga bóp và ga giữ luôn. Rất là ok luôn nha anh em. Công tắc ấn trên tay luôn ha. Chắn cỏ đầu bò đầy đủ cho mình hết nha. Nguyên zin nguyên bản nha anh em, bình xăng thì còn trắng tươi luôn. M10 giá 1.8 triệu ha. Áo thì nó có hơi phần bị xuống màu một xíu nha anh em, nó hơi bị dơ nha. E11. E11 là con Mitsubishi TL261 nha anh em, nòng 33 ly, 26 cc ha. Hệ Mitsubishi là cái hệ anh em cũng biết, một cái hàng rất là nổi tiếng của Nhật luôn nha anh em. Nhất là cái dòng máy bãi ha. Anh em nào mới sử dụng là đều biết cái hãng này trước hết luôn á. Này thì bình xăng con hay kim zin nha anh em, còn bình xăng lớn thì đã thay mới ha. Lốc thì không thể thiếu cho anh em là Made in Japan nè. Tâm của nó là tâm gời, tâm nhôm anh em, tâm 260 nha. Công tắc ấn này ha. Đó, số xe ghi rồi nó bị rửa kỹ quá bị bay anh em ơi. Còn tem nha nhưng mà kỹ quá bị bay. Rồi, tay đôi gây giữ ha. Ốc cùm 4 con trắng tươi luôn. Quá đẹp luôn nha anh em. 33 ly 26 cc nha. E11 giá 2.500.000 nha anh em. Mitsubishi TL261 ha. E12. Con này cái chụp giật nó bị ngược anh em, chụp giật nó bị quay xuống nha. Không biết sao nó quay xuống kiểu này nữa. Nó lạ ghê luôn. Con này là máy 4 thì Robin ha. Nòng là 40 ly, 40 cc. Thằng này nếu theo tính theo ngựa thì nó ngựa gửi nha anh em, nó bằng với thằng GX35 của Honda ha. Bình xăng lớn này thì bình mới nha anh em, bình xăng lớn thay mới nè. Bình thì bình chứa xăng trắng đó, xăng 92 hay 95 gì cũng được tùy anh em xài thôi. Còn nhớt là anh em phải xài nhớt 4 thì nhớt xe Honda giùm em nha. Đây bình nhớt nè. Đó. Con này bình xăng con zin nha anh em. Tâm rất là tâm gời, tâm lớn bố lớn luôn nha, tâm nhôm luôn. Đây. Tâm lớn bố lớn luôn nha anh em. Móc dây đeo thì bao anh em cứng cáp luôn á. Nhìn là rất kịch cộm luôn. Ống lắp 28 nè, và đặc biệt nó dùng là bộ ga bóp luôn ha. Bóp bộ dịch bóp zin nha anh em. Bóp này thì bóp mới nha, tại vì bóp về nó bị mắc cái tai không có á, cho nên em gắn bóp mới cho mình luôn. Công tắc nằm đây ha. Gạt nó nhẹ nhàng luôn nha anh em. Cực kỳ nhẹ luôn. 40 ly 40 cc. Còn ngựa thì nó một ngựa rưỡi ha. E12 giá 3.300.000 nha anh em, bao ship phụ tùng đầy đủ cho mình nha. E13. Trời ơi. Hơi quá dữ. Găng ti thôi mà nước gì vậy nè. Nước hay vậy? Rồi. Nước bơm coi chưa đã trơn hết nước rồi. Hồi nãy nó thử nước mà nó bơm nó cũng nhín thôi anh em. Bơm chút xíu hay qua là trơn nước. Thiệt tình. Trơn nước luôn. Đang coi ngon lành. Rồi, con này là con Robin 4 thì á, 2H25 nha anh em, này giống như cắt cỏ vậy đó. Nòng là 35 ly, 26 cc.
Còn heo ngựa thì nó một ngựa mốt nha anh em, giống như thằng gửi thay 15 ha. Ở bình xăng con zin, bình xăng lớn cũng là zin luôn nha anh em. Còn bình nhớt thì ở đây nè anh em, nhớ là nhớt 4 thì, nhớt xe Honda ha. Áo thiệt bao anh em, còn rất là đẹp luôn nha, đỏ ao hết trơn luôn. Con này bơm quạt nha anh em. Thùng của nó là thùng zin của nó luôn nha, zin theo máy luôn. Ở đây 10, 15 nha, 15 đổ đầy thì được 16 lít nha anh em. Ốp lưng dây đeo thì như chưa xài luôn nè, anh em nhìn nè. Mới tinh luôn á, rất là đẹp. Như chưa xài luôn nha anh em, quá mới luôn. Bách ga công tắc nè ha. Mới tinh luôn. Quá đẹp luôn nha anh em. Chạy găng ti thôi là ra nước rồi, khỏi cần lên ga nha. Còn muốn bơm mạnh thì anh em lên ga thôi. Còn mà anh em dùng ít bét hay bét thì anh em chỉ cần chạy găng ti thôi cũng được nữa. Rồi, E13 giá 1,9 triệu nha anh em. Rồi anh em chốt máy thì liên hệ vào số điện thoại của em ha. Chào tất cả anh em nha.